Bệnh sởi là một cái bệnh truyền nhiễm do virus sởi gây ra. Đây là một cái căn bệnh đã có lâu đời. Tuy nhiên cho tới nay thì cái số lượng người bị mắc bệnh hàng năm trên thế giới vẫn là rất là nhiều. Theo Tổ chức Y tế Thế giới người ta công bố đó thì một năm sẽ có khoảng toàn thế giới có khoảng 100 triệu người bị mắc và có thể tới từ 5 tới 6 triệu người bị mắc bệnh nặng hoặc tử vong. Cái căn bệnh này thì nó được lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp từ người sang người. Và cũng có thể là một số ít thì nó có thể lây truyền qua các vấn đề mà tiếp xúc với các cái giọt bắn của cái người bị mắc bệnh. Sau đó thì cái người mà bị tiếp xúc với giọt bắn đó họ dùng tay và bôi lên cái vùng mặt, mũi và dẫn tới cái vấn đề mà bị nhiễm bệnh. Cái bệnh sởi là một cái bệnh lây rất nhanh, nó có thể là nó lan trong một vòng một khoảng thời gian ngắn và nó chỉ dừng lại khi mà cái số lượng người mà có khả năng miễn dịch chống lại bệnh sởi là từ 90% đến 95% trở lên trong cộng đồng thì mới chúng ta mới ngăn chặn được cái dịch sởi. Do vậy thì cái vấn đề mà những cái người mà được chích ngừa sởi ở trong cái cộng đồng là một vấn đề quan trọng. Đây là một cái đặc trưng là khi mà mắc bệnh sởi trong tự nhiên thì người ta có thể là có cái miễn dịch cả đời. Những cái đối tượng mà thường gặp nhất là trẻ em và người lớn trẻ dưới 20 tuổi. Ở những cái bệnh nhân này thì nó đặc biệt là thường gặp ở những cái người mà đã chưa từng được chích ngừa hoặc là chưa bị mắc bệnh sởi lần nào. Thế thì các cái triệu chứng lâm sàng tuần tự nó ra sao để cho chúng ta có thể nhận biết được cái căn bệnh sởi này? Đó là đầu tiên thì bệnh nhân sẽ có những cái đột ngột sốt cao. Sau đó thì thấy đau vùng hầu họng và bắt đầu chảy nước mắt, nước mũi. Rồi tới cái kế tiếp nữa là nó sẽ là viêm kết mạc. Đặc biệt là đến ngày thứ 3 và thứ 4 của bệnh đó thì chúng ta có thể thấy là có phía mặt trong của bên niêm mạc má thì nó có nổi lên các cái hột nhỏ. Những cái hột nhỏ chấm li ti và cái hột đó thì người ta gọi là những cái hạt Koplik. Đây là một những cái điều triệu chứng và điển hình của bệnh sởi. Đáng tiếc rằng cái triệu chứng này thì nó diễn tiến rất nhanh và nó chỉ tồn tại trong vòng khoảng 1-2 ngày và nó biến mất đi. Sau đấy thì cái vấn đề mà ban sởi sẽ bắt đầu xuất hiện. Cái ban sởi thì nó cũng khá đặc trưng về cái tuần tự xuất hiện của nó. Đầu tiên là nó xuất hiện ở đằng sau tai, sau đó nó lan ra vùng trước mặt, vùng cổ, ngực, rồi xuống hai tay, rồi xuống thân. Mặt sau lưng rồi xuống dưới hai chân. Điều đó cho thấy đây là một cái căn bệnh là truyền nhiễm nguy hiểm. Tại sao nó nguy hiểm? Tại vì phần lớn bệnh nhân khi mà bị bệnh sởi đó thì chỉ có những cái triệu chứng lâm sàng nhẹ thôi. Từ cái mức độ là bệnh nhân bị sốt rồi bị viêm họng, ho, sổ mũi, chảy nước mũi, nhưng mà cũng có thể nó bị biến chứng nặng lên tới mức độ là bị viêm phổi và bị viêm cơ tim hoặc là bị viêm não, và đây là những cái biến chứng rất nặng nề có thể dẫn tới tử vong. Đối với lại bệnh sởi đó thì người ta thường sợ nhất là ở những đứa trẻ mà dưới 3 tuổi. Cái chích ngừa này thì đối với trẻ em từ 9 tháng cho đến 11 tháng tuổi thì theo cái chương trình mở rộng thì chúng ta sẽ được chích ngừa lần đầu tiên. Và sau đấy thì vào khoảng năm thứ 6 của lứa tuổi trẻ em thì người ta đã được chích lại mỗi lần thứ hai. Và sau khi chích như vậy thì người ta sẽ có thể đạt được hơn 90% cái khả năng mà phòng vệ để cho người cái đứa trẻ và về sau này trong cả cuộc đời không bị mắc bệnh sởi nữa. Một cái điều nữa là nếu mà chúng ta khi mà mình mắc bệnh thì chúng ta phải nhanh chóng tới các cái trạm y tế để khám và được chẩn đoán chính xác bệnh để từ đó kiểm soát được những cái mầm bệnh lúc ban đầu, tránh lây lan trong cộng đồng. Thì cái vấn đề thứ hai là về vấn đề vệ sinh. Vệ sinh thì chúng ta phải vệ sinh môi trường, làm cho ra trong cái nhà của mình thông thoáng, cái môi trường xung quanh nó phải sạch sẽ. Khi mà mình biết là có dịch xảy ra thì tránh vấn đề tụ tập ở những cái chỗ đông người. Và nếu mà trong khi mà bắt buộc phải là săn sóc cái người bệnh ấy, hoặc là người nghi ngờ bị bệnh ấy, thì chúng ta phải mang khẩu trang, phải vệ sinh vùng hầu họng cho nó tốt. Thì như vậy thì chúng ta sẽ
sẽ tránh được các cái vấn đề, cái nguy cơ nhiễm bệnh. Thế còn ngoài ra đó, về tổng quan thì chúng ta cũng phải có những cái cuộc sống về tập luyện, về dinh dưỡng làm sao cho đầy đủ, có một cái sức khỏe tốt nhất trong mùa dịch để chống lại cái khả năng mà nếu mà có mắc bệnh thì mình cũng có cái khả năng phòng vệ của cơ thể để chống lại những cái biến chứng nặng của bệnh có thể xảy ra. Phải nắm được. Cho nên khi mà bắt đầu xảy ra một cái vụ dịch bùng lên đó, thì người ta phải biết được rằng là cái tỷ lệ người ở trong cái cộng đồng mà có dịch đang xảy ra đó là bao nhiêu phần trăm. Và lúc đấy thì cái phương án mà lại là nhanh nhất là phải tiêm phòng vét với những cái người, những cái đối tượng mà chưa được cảm nhiễm, có nghĩa là những cái người mà chưa được chích ngừa đó. Thế thì vào thời điểm đó mới tiêm thì có hiệu quả hay không thì cũng gọi là một cái tin đáng mừng, là nếu mà chúng ta chích ngừa trong vòng khoảng 72 tiếng trước khi mà mình bị nhiễm bệnh đó, thì mình vẫn có thể có khả năng tạo được cái kháng thể để chống lại cái bệnh sởi. Do vậy thì khi mà bắt đầu có cảnh báo những cái dịch nó xảy ra đó, thì những cái người mà chưa được chích ngừa thì cũng nên ngay lập tức tham gia chích ngừa, thì vẫn có cái khả năng là chúng ta có thể tạo được kịp thời cái kháng thể để phòng ngừa bệnh.